Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh mới nhất xe Toyota Avanza đầy đủ các phiên bản. Toyota Avanza được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bắt đầu từ cuối tháng 9 năm 2018, góp mặt vào phân khúc MPV cạnh tranh với Mitsubishi Spander, Suzuki Etiga, Kia Rondo. Tại Việt Nam, Toyota Avanza được nhập khẩu từ Indonesia phân phối với 6 màu sơn ngoại thất, bạc, nâu, đen, trắng, xám, xanh. Tham khảo thiết kế xe Toyota Avanza, ngoại thất. Toyota Avanza 2021 sở hữu thiết kế đặc trưng của một mẫu MPV đa dụng. Lưới tản nhiệt rộng nhưng vẫn trông gọn gàng, đèn pha sử dụng công nghệ LED mới, đèn sương mù cũng có tạo hình mới kết hợp cùng hốc gió lớn. Thân xe được chạm khắc mạnh mẽ, tay nắm cửa cùng màu thân xe, đèn báo dễ tích hợp trên gương chiếu hậu ngoài. Đối xe với gương chiếu hậu ngoài có thêm tính năng gập điện nhưng vẫn không được tích hợp đèn xi nhan. Đèn hậu có thiết kế đơn giản với tạo hình chữ L mở rộng ăng ten vây cá mập trên nóc đuôi xe cho cái nhìn tổng thể hiện đại hơn. Nội thất Toyota Avanza 2021 có khoang nội thất nhỏ hơn Innova nhưng không mang đến cảm giác quá chật trội. Tổng thể khoang cabin của Avanza cũng không được đánh giá cao vì đây chỉ là dòng xe bình dân giá rẻ và thiết kế đơn giản của Toyota, động cơ. Toyota Avanza 2021 được trang bị hai khối động cơ xăng 4 xi lanh, công nghệ cam kép DOHC, Biến thiên kép đưa về VTI, dung tích 1.3L và 1.5L. Bản Avanza 1.3 MT sản sinh công suất tối đa 99 mã lực và mô xoắn cực đại 123 Nm. Tiếp theo là bản Avanza 1.5 GAT dùng động cơ 1.5 L2NRVE, chung với Toyota Rush 7 chỗ, công suất 107 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm. Cả hai động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn và tự động 4 cấp tùy chọn. Trang bị an toàn Toyota Avanza 2021 được trang bị an toàn gồm chống bo cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hai túi khí, khung xe GA, dây đai an toàn 3 điểm, 7 vị trí, hệ thống báo động. Tuy nhiên, Toyota Avanza 2021 không có trang bị camera lùi hay cảm biến lùi, đây có thể coi là một điểm trừ lớn của mẫu xe này. Ở thế hệ mới, xe được trang bị điều khiển điều hòa dạng núm xoay cũ sang nút bấm mới, Hệ thống âm thanh được nâng cấp từ 4 loa thành 6 loa. Các trang bị tiện ích giải trí trên Toyota Avanza 2021 chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản khi xe chỉ có đầu CD, hỗ trợ kết nối MP3, AUX, USB và Bluetooth. Đánh giá xe Toyota Avanza. Ưu điểm: tiết kiệm nhiên liệu, giá bán hợp lý. Nhược điểm: thiết kế ngoại nội thất kém bắt mắt, phong cách thiết kế lỗi thời, trang bị tiện nghi hơi nghèo nàn.